Thưa quý vị, cùng với Công an toàn quốc, từ ngày hôm nay 21 tháng 5, Công an thành phố Đà Nẵng bắt đầu triển khai thực hiện đăng ký ô tô tại Công an huyện Hòa Vang và đăng ký mô tô tại Công an các xã của huyện Hòa Vang theo thông tư 15 của Bộ Công an. Việc xử lý phạt nguội các hành vi vi phạm an toàn giao thông cũng được phân quyền cho Công an cấp xã huyện theo thẩm quyền. Điều này được đánh giá sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Ngay từ sáng sớm, tại Công an Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, có rất đông người dân mang xe mô tô tới đăng ký và bấm biển số xe. Tại khu vực làm hồ sơ đều in sẵn biểu mẫu và có cán bộ trực để sẵn sàng hỗ trợ người dân đến làm thủ tục đăng ký phương tiện mô tô, xe máy điện. Có lần mình phải liên hệ một chút. Và ở đây các cán bộ cũng thân thiện, cũng giúp đỡ dân, cũng hướng dẫn dân rất là nhiệt tình. Xã Hòa Nhơn là một trong những địa bàn có đủ điều kiện thực hiện phân cấp đăng ký và cấp biển số mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Ngay từ khi nhận được quyết định về việc phân công, phân cấp, Công an xã đã khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát, thống kê cơ sở vật chất, đường truyền, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, nguồn lực con người, trang bị, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nhằm mục đích để đảm nhận tốt nhiệm vụ. Mặc dù là cán bộ chiến sĩ là ở đây là làm rất là nhiều việc, là cũng như là riêng về cán bộ chiến sĩ thì cũng chưa có đồng chí nào học qua cái chuyên ngành là cảnh sát giao thông, nhưng mà riêng về chúng tôi đã được phòng cảnh sát giao thông tổ chức tập huấn trong vòng 3 ngày, là cũng cơ bản là chúng tôi nắm bắt được cơ bản là về cái cách đăng ký cũng như là hướng dẫn người dân để là đăng ký xe mô tô tại xã. Người dân đến làm thủ tục đăng ký xe thì mọi cái thao tác thủ tục và được thực hiện trơn tru, không có vấn đề gì trở ngại. Đấy là một trong những cái mà chúng tôi đánh giá là cái triển khai thông tư 15 này hướng đến tặng cái xã là mục đích là phục vụ người dân tốt nhất, hướng đến cái tiêu chí của Bộ Công an đề ra, đó là hướng về công an phường xã để mà nhằm nó phục vụ nhân dân, hạn chế việc đi lại. Riêng với địa bàn ba xã Hòa Bắc, Hòa Phú và Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, do số lượng đăng ký xe mỗi năm chưa đủ điều kiện thực hiện theo thông tư 15, số lượng xe đăng ký trong 3 năm liền kề không đạt 250 chiếc, nên thời gian này, bà con đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện vẫn phải đến công an huyện làm thủ tục. Sau Hòa Bắc hiện nay trên sau Bắc, nếu mà một xã xa, một thôn xa nhất khi đến địa bàn của công an huyện đây là gần tới 40 cây. Đấy, do đó đề nghị là coi như nếu được thì giám đốc báo cáo giám đốc đề nghị với bộ cho là ba xã còn lại được đăng ký để phục vụ nhu cầu của người dân. Mong muốn là vấn đề đăng ký xe ô tô, đăng ký xe mô tô là trung tâm lấy người dân làm trọng tâm, do nó để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại. Và chúng tôi sẽ cố gắng một lần nữa là khắc phục những khó khăn, làm một cách tốt nhất để mang đến sự hài lòng cho người dân trong cái vấn đề đăng ký xe ô tô và mô tô. Cùng thời điểm này, tại Công an huyện Hòa Vang, rất nhiều chủ xe ô tô đã đưa xe mới mua đến Công an huyện để thực hiện việc đăng ký và bấm số xe. Nếu như trước đây công việc này triển khai tại phòng cảnh sát giao thông, thì nay người dân có hộ khẩu tại huyện Hòa Vang được thực hiện ngay tại Công an huyện. Tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển, điều này mang lại sự hài lòng, ủng hộ của bà con nhân dân. Lãnh đạo Công an thành phố cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực cho công an cấp cơ sở để thực hiện các thủ tục hành chính cấp độ 3, cấp độ 4 qua cổng dịch vụ công trực tuyến, hứa hẹn các thủ tục sẽ còn thuận lợi hơn.